Xin chào các bạn, ngày hôm nay xin mời các bạn cùng vào bếp để làm món bánh sữa tươi chiên nha. Nguyên liệu đầu tiên thì mình có hai bịch sữa tươi TH Chu Miêu ha. Thì sữa tươi TH Chu Miêu hoặc là sữa Vinamilk nè, tất cả loại sữa tươi thì các bạn đều làm được hết nha. Nhưng mà ở đây mình sử dụng sữa tươi TH Chu Miêu để cho ngon hơn, béo hơn nè. Giờ mình có ba cái trứng gà, hai muỗng canh sữa đặc, một muỗng canh đường, 50 g bột bắp, 50 g bột chiên giòn, 50 g bột chiên xù. Đầu tiên thì mình sẽ dùng trứng gà nè các bạn. Mình tách lòng đỏ, lòng trắng ra nha. Xong phần lòng đỏ này rồi mình sẽ cho qua cái chảo nha. Mình sử dụng hai cái trứng gà thôi nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái lòng trắng mình để qua một bên nè, mình còn sử dụng được những thứ khác nè. Còn lòng đỏ này thì mình sẽ cho đường vào nha. Tùy vào các bạn thích ăn ngọt hay là các bạn thích ăn nó vừa ngọt vừa thì mình có thể thêm đường, hoặc là mình giảm đường lại thì mình thêm sữa nha, cũng được nữa. Nếu thích béo hơn thì mình sẽ thêm sữa đặc nè. Sau đó mình sẽ cho sữa đặc vào luôn nha. Giờ mình cho tiếp bột bắp. Với liều lượng như vậy là vừa luôn đó các bạn. Hai cái trứng gà. Mình chỉ lấy lòng đỏ thôi nha. Và đường, sữa. Mình khuấy 50 g bột bắp là vừa nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho sữa TH Chu Miêu vào nha. Một bịch sữa như vậy là 220 ml đó các bạn. Ở đây mình sử dụng hai bịch nha. Là 440 ml. Rồi mình sẽ khuấy cho đều lên nha. Nếu như các bạn thích ăn cái vị của sô cô la hoặc là vị dâu thì mình cũng có thể sử dụng là sữa dâu hoặc là sô cô la nha. Ở đây mình sử dụng sữa trắng nè. Cũng rất là thơm luôn. Khuấy cho hỗn hợp đều lại hết thì mình sẽ cho lên bếp nha các bạn. Cho chảo sữa lên bếp, giờ mình bật lửa lên nha các bạn. Mình để lửa yếu thôi nha. Giờ bắt đầu mình khuấy nè. Để cho sữa nó đừng có bị cháy khét bên dưới đó. Bột đã đặt lại rồi nè các bạn. Hơi trong như vậy là chín rồi nha. Nãy giờ cũng đã được 5 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Rất là thơm luôn. Khi nhắc bột xuống thì các bạn chuẩn bị cho mình một chiếc hộp như vậy nè. Một hộp vuông nha. Giờ mình dùng màng bột thực phẩm. Mình sẽ bọc lại cái hộp này nha. Sau khi đã áo màng bột thực phẩm vào trong hộp nè, thì mình sẽ cho cái phần sữa tươi khi nãy mình khuấy nè các bạn vào hết nha.
cho vào hộp xong thì phần màng bọc thực phẩm dư còn lại nè, bên ngoài nè, mình sẽ ém nó xuống nha. Đậy lại như vậy nè, các bạn đè xuống như vậy thì cái hộp của mình sẽ không bị dính nè. Cho mình gấp đầu này lại luôn nha, cho bằng mặt hết thì mình sẽ để nguội nha. Và khi nguội xong thì mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 4 giờ đồng hồ nha các bạn. Bánh sữa tươi mà mình cho vào ngăn mát tủ lạnh đã được 4 giờ đồng hồ rồi nè các bạn. Bây giờ mình dở nó ra nha. Ở đây thì hai phần bột, 50g bột chiên xù và 50g bột chiên giòn. Phần trứng gà thì khi mà mình giới thiệu nguyên liệu á, mình có giới thiệu là 3 trứng gà, nhưng mà mình đã làm 2 trứng vào trong cái bánh sữa tươi này rồi, hai lòng đỏ nha. Còn lại một trứng thì mình thấy ít quá thì mình thêm một quả trứng gà nữa. Mình đập vào chén nè các bạn, là hai quả trứng gà để mình lăn mình chiên nha. Bây giờ mình dở ra nè. Wow, bánh rất là chắc luôn, dẻo ngon lắm các bạn. Mình cho lớp màng bọc thực phẩm bên ngoài nè, nó không có bị dính bánh vào trong cái hộp, giờ nó dễ lấy lắm các bạn. Giờ thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái thớt như vậy nè. Giờ mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình bọc lên thớt nha, để cho cắt bánh cho nó sạch hơn. Mình cho bánh ra ngoài nha, rất là dẻo ngon luôn nè các bạn. Cái dao sắc bánh thì mình cũng bọc bằng bọc thực phẩm luôn nha, hoặc là các bạn thoa dầu ăn lên dao để cho dao đừng bị dính nha. Và bây giờ bắt đầu mình sắc nè. Mình thích ăn miếng to thì mình sắc to hơn nha. Rồi mình sẽ xay lại. Giờ mình sắc tiếp nha. Cầm lên là nó rung rinh luôn. Như vậy là mình có thể ăn được luôn đó các bạn. Tại vì bột này mình đã khuấy cho chín rồi. Nhưng mà để cho giòn và xốp bên ngoài thì mình sẽ lăn bột mình chiên nha. Khi đã cắt bánh xong thì trứng gà này mình sẽ đánh lên nha các bạn. Đánh cho tan nha. Tan ra hết như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình bắt đầu lăn bánh nha. Các bạn sử dụng cái bao tay bọc nè, để mình lăn cho dễ hơn nè. Đầu tiên thì mình sẽ cho bánh vào trong bột chiên giòn nha. Mình áo cho đều lớp bột nha các bạn. Nếu như mà không đều á thì lúc mình chiên á, cái bánh của mình nó sẽ bị chảy ra ngoài á. Rồi mình cho qua trứng gà nha. Tiếp tục mình lăn bột lại thêm một lần nữa. Và sau đó mình sẽ cho qua lớp bột xù nha. Áo đều hết lớp bột xù thì mình sẽ cho ra dĩa nha. Tiếp tục mình làm như vậy cho đến hết nha. Chảo dầu cũng đã nóng rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho sữa tươi vào chiên nha. Khi mà sữa tươi đã vàng thì mình chở bề nha các bạn.
chị chở cho đều nè, rất là thơm luôn. Bánh sữa tươi vàng như vậy là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình gấp xuống và cho vào giấy thấm dầu hoặc là gỗ lược dừa đó, mình lược lại bớt dầu nha. Món bánh sữa tươi chiên mà mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng ăn nha. Cắt ra bên trong nè các bạn, cho các bạn cùng xem nè. Rất là mềm luôn. Mời các bạn cùng ăn nha. Bên ngoài thì giòn xốp, còn bên trong thì rất là dẻo và thơm mùi sữa nè, hơi béo, rất là ngon luôn các bạn. Với món bánh sữa tươi chiên này thì đặc biệt mấy em nhỏ rất là thích, cho nên những ngày cuối tuần mình có thời gian làm cho gia đình mình, cho mấy em nhỏ ăn nha. Ngày hôm nay mình chia sẻ cách làm món bánh sữa tươi chiên cho các bạn cùng xem đến đây thôi nha. Kết thúc video, xin chào tạm biệt các bạn nha.